Chào các bạn nhé, hôm nay mình sẽ giới thiệu cho bạn một sản phẩm kính thiên văn. Con này có tên là Mirror Infinity 60AZ. Nhìn bên ngoài có vẻ nhỏ gọn nhé, nhưng mà thông số của nó thì khá là bất ngờ đấy. Con này có đường kính vật kính là 60mm, tiêu cự vật kính là 800mm, kèm theo đó là hai thị kính là 26mm và 9mm. Con này dùng để ngắm địa văn hoặc là thiên văn thì tha hồ các bạn nhé. Mình test thử cho bạn xem. Could you find a way to let me down slowly? A little sympathy, I hope you can show me. If you wanna go, then I'll be so lonely. If you're leaving, baby, let me down slowly. Let me down, down, let me down, down. Let me down, let me down, down. Let me down, down, let me down. If you wanna go, then I'll be so lonely. If you're leaving, baby.